Ken 5.000 đồng. Nếu có 3 điều ước, điều đầu tiên em ước Lock được ăn Ben, em muốn thấy Lock tỏa sáng trên đấu trường quốc tế, muốn thấy Lock xứng ngang với rớt ở thời điểm hiện tại, Jay Zero. Rồi, Jay Zero, vì một cái comment đẹp của em thì ok, anh sẽ chứng kiến lại con Jay nha, nha. Ở ngoài đó dịch nghiền qua đây này không? Rồi. Mạnh ghê vậy. Ma vương, vì thế mà cuộc đó muốn vượt tôi vượt khó sâu biết bao nhiêu công lao. Mi nát mi sắc mơ hay sẽ gót đây giờ ta sáng như là ông sao. Luôn đặt tập thể lên hàng đầu để đều được thành công. Tất cả tưởng nó trong tao không mang thuốc bên quen ích kỷ chấp nhận luôn về sau để làm đọt để làm cao. Kêu là mày không muốn đánh JC đâu. Con này lên tầm hát đấu mới để mới chơi. Shut down.
Nó hết chiêu rồi đó, nó hết chiêu rồi đó, nó hết đam rồi đó. Giờ chỉ cần nắm cái chuột phải thôi đó. Nó hết máu cái thứ luôn rồi đó. Nó hết rờ rồi. Giờ chỉ còn cái chuột phải cho anh em thôi đó. Còn làm không được nữa là chịu luôn á. Đây. Mấy thằng này đang kích lọc hả anh em? Kích rồi có giảm được cái sức mạnh của con GC này không? Mẹ mày. 5 anh em ơi, 5 cái.